Ok, tao thằng ngon cái chắc ở lớn đấy nhưng chúng ta introduction tại tôi tận năng Oracle đấy ở ngon cái sàn đo tiền đại sa tập nhóm ban thì dây cà phê tận môn hoài mà ra đáy bàn tay đại sa được dựng ở ban record hay cái gì khác còn ban máu chắc ở tận đấy nhưng mà ai bằng hai nhà ngon cái đấy xài mấy là mình record screen hay ngon này ai vô video đấy từ mưa bàn hay sẽ đạp bàn đấy chắc ở đầu vòng phát cứ này ngon cái cứ từ đập bay và cao cam thi bao dương bán đập bay tập lại cam thi bao dương bán cứ nên thằng con cứ thử miên so Oracle dần đấy hay sao Oracle đấy cứ cho ban copy ấy đấy rồi co cho mình tiết cho mình upload so nắng cho từ con website bọn nhom tạm rồi chắc là sẽ mẹ mẹ đây ở toàn miên so nắng toàn copy có ai cho từ download từ con website bọn nhom ban này đấy chắc ở bị internet đấy ok chẳng bao giờ khi chụp internet tích chẳng sau từ ngon ấy cứ khi mình upload cho được website bóng nhom đấy chẳng website bóng nhom ngon ấy ai cho được không Google đấy cho được Google tới hai ai vay mua bóng nhom của bạn đấy đấy li kiểm tra nữa để chẳng ở bên ngon ấy search Google tới mua nhom li kiểm tra nó cứ khơi website mới mua thằng li kiểm tra data nữa đấy chẳng ai cho được không website nữa tới à à lớn nhưng mà toàn miên thế nhưng mà toàn bạc cao Oracle đã cho thì tại thì tiết bà miên C sharp miên SQL miên PHP miên VB miên chờ này không đừng sub program chẳng ở nhưng đừng bạc cao menu mới tiết hay nhưng đừng upload Oracle cho chẳng ở khi dương trang ai download bị video nó bị đạo video nó bị website nó bị của bạn này để cho mình bạc đã cho rồi đấy không đừng như thế thì bạc menu mới tiết này ta cần ở lại là toàn đấy nhưng mà đẹp rất là cay nó tinh tiết cho nên bật cao Oracle cho họ nâng mũi tiền hai so từ on mấy ní có cho mình upload cho nó không nâng được cái này nên on này anh download so ní trên phi website này bên của bạn này chân on này xong bơ tí chân là bây tầm lá cam thi Oracle mà dương bán cứ nên on này cứ thử nè set up Oracle đi dần hai Oracle thì dân tầm lá từ vốn ní vì chưa mình bên chi enterprise đấy đấy vì mình chi enterprise đấy để dân set up ní vì khẩn là chia express đấy đây là sao express dân express và enterprise bên là cái nạn khó khăn enterprise cứ là bên là dân sắp áp máu cứ sẽ gọi miền này nên sẽ gọi miền này nhưng bây giờ sắp áp máu sẽ gọi miền thử cặp cái con này được không xong bây giờ thay bộ space đấy thay bộ log cell file log file đấy cứ dân thử cặp cái thằng con đấy tập bên user thử cặp cái thằng con còn đấy sắp áp express như vậy nên bây giờ anh install hết cứ bị cặp cái dân off thằng off tạm đồ miền thằng off tạm đồ đối SQL server chẳng nên so với SQL server có bị bật cát nó có bị biến sử dụng xiêm đây đấy và tại SQL server nâng Oracle bị biến là cái nạn khó khăn nhất thường SQL server nó bên on lock cho user muối vì ai bật cát nó để tập bài bàn tràn nó không user muối ưu thì họ ta default bọn SQL cứ user già vậy nên on lock cho user già nó on ai bật cát nó để tập bài bàn tràn chẳng ấy à và tại sản phẩm Oracle vẫn cứ ở chẳng ấy Oracle cứ mua user đó cứ smart là mua để tập bay làm đồ nên ở bên pi để tập bay là con mua user ở đây đấy chẳng bên đây ha mua để tập bay hai năng mua user cứ tập mua để ở bên không được đấy tổ ăn ông đấy bà chẳng sau bây giờ ông đi ở tại tôi đang connection nên ông đi tập cất này giờ là bên ông đi tập xe connection là con SQL server khi nhập bạn SQL server mới chứ nó biết ông thì tự xây connection là không Azure server nếu ông thì cứ thử ca connection là chạm ấy là biết ông thì tự xây interface connect Azure server nếu ông thì thử ca tự xây tìm mỗi cứ server name đấy cả tôi server name chẳng server name ấy cứ nè đã thấy anh đã thấy ai ha vài pịa local được trong nhất của bạn này nè vài pịa local được trong nhất đấy bài viết là kho dân của bán rồi co này khá tiết ăn bài viết là kho dân thế cứ bài chung một dần đấy bài chung một dần hai một dần mà dân ông này đã lên network với cái nó cứ thử vay IP address đấy hãy thử vay IP address nếu mà thôi là lấy chung mua nên bài viết là kho dân là kho thôi bây giờ nhưng copy từ bạn đây từ bạn bao nhiêu nấc xong phải chạy bao nhiêu nấc từ pha lượng dân nát không còn đa rồi nó cứ Azure server đấy là viết là kho mùi tiết nó vay bịa chung một sân vào dưới của thao thà lấy chung mua sấy ghế
ấy đà ra của tôi hó đấy PC chứ của tôi hó đấy chẳng tôi biết đâu hết bay đà ra PC chứ cái ba đà ra PC chứ gì đấy kéo pi đà ra PC đó cứ học châu thì chẳng ao hết bà nó thì mua một sân này đấy mua một sân còn tay mà sân bà ao đi ra lên network này ra lên network cái lại nó thì phải quay IP address qua server thử đại đà ra lên network rồi của tôi hó chẳng rồi nữa bà lấy cái IP address bó bó server toán bà chắc cái kia đi nè đấy chắc cái lấy đấy anh đi thử cá đăng một pin cái là tìm mỗi cái thử cá đăng vì server name lock đấy lock nó cứ smart user name mày bà lock hay mùi tiết cứ password tao ấy password hay là bên ông đi cần đánh chỗ hỏi nếu bên ông đi cần đánh chỗ hỏi nè nếu bên ông đi cần đánh chỗ hỏi cứ đơn ông đi thử casco ông pí chmua đây đập bay thiết thở ạ thử casco với chmua đây đập bay thiết giác xuống ông đi thử score của mạng tí mùi server name tí pí user name tí bay password tí buôn cứ đặt được bè thở ớt và tay sẵn rạp ô lọc kho với anh ớt này sẵn rạp ô lọc kho với anh ớt đi thử score tay đập bay vậy server name hoặc server address và user hay password của ấy user đâu đây tập bếp cứ tập môi đi nên lại cái này không nên bí Azure nâng ô lọc kho cứ nâng lại tầng nâng nó nhập chạy cho bài nâng dẫn anh đi sẵn app anh đi hỏi và tôi một tiết thì off near setup nơi ở JDK đi phòng của dân class gọi miền JDK thì đấy rồi có một dân class tiết còn miền JDK sẽ áp mày setup JDK của bạn này rồi có một dân class tiết setup bạn ấy off châu lề nhớ từ từ ca setup JDK môn chụp đưa là om hot cứ setup JDK môn được đấy chụp đưa là om hot và tôi một tiết off near anh setup anh ấy tam và giảm dân bao dướng sam buôn được co học buôn được co sam pí và tôi một tiết cái vở Azure developer Azure developer đấy cứ chia interface đấy interface là capra ở kho bao nhiêu mình test Azure developer đấy anh đăng cái hai tha remote có remote đó đấy và chẳng bên này ông đi riêng mà Azure này ông đi phở cam thi remote đi kì mình bị gì My SQL score cam thi thì mỗi của My SQL nữa mình chờ nè mình chờ nè ta sắp ra chứ mình phở nè nhưng phải SQL job à nó cứ chỉ cam thi thì mốt My SQL của bà vám dám vám hay AP sale nó nó bị chỉ server bà nó chỉ server bà bây giờ random browser nè bà đấy random browser đấy bà có interface SQL server với bật để đôi Azure server phải bật anh đi remote để tập bé vào mạng Azure server phở này mà giống như những anh phở tam browser ní nên vay ai kia là coi mạng Azure phía admin từ PHP admin này chẳng từ đôi cái này chẳng bữa nay sửa máy làm pi mạng Azure vĩnh chẳng mệt bữa nay anh đi sửa máy làm pi mạng Azure cứ nó đi phở cam thi với bị remote chẳng ấy đó bây giờ interface của bà chẳng được bố ổn khó đôi khi này vía chia cam thi muối admin interface này đấy là với trong phở xây xây trong bậc ca table trong bậc ca xây 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 cứ thử phở comment được không hay comment là bỏ viết cứ cái hai tháng đi ở đấy và chẳng bạn chỉ cần tật một nó cứ đi ở hay vì sao đi ở đi vì miên full create alter drop đấy vì miên modify miên ina này hầu hai lạng lạng đang cứ chờ của đi ở này đấy và tôi một tiết cứ thì sao Azure cứ miền một tiết cứ đi ẩm ơ nè bà những anh đi ẩm ơ đi cứ miền đập buồn thế cứ miền select insert delete hay là update đấy miền đập buồn này chắc ngày đấy cứ nhầm thử biểu hiện làm pí Azure lần này đây là việc Azure lần này đó tất khó nhầm chấp đam gì làm pí ở Sophia đi một mình thì Sophia đi một mình nó cứ chạy tiền rồi bây giờ nó ơi dù làm pi ở vậy ha, làm bay bậc cao, nơi software bán,
cứ thời che đậm nặng ca sấy khá lạnh nè nó mình test nhưng mà lui miền bỏ một cái chia giữa mua chung mua than system analyze bảo biển một cái chia nó cứ ở với đây trong trang biển nó ở với đây trong gì bay mong tất khỏi nó cứ chia ở với đây cover lên miền bỏ system analyze đây như hiện ngày ngày nay nhưng trăm và ngày mòn rồi và năng này nhưng mà chúng mình gì cover lên miền đang từng mùn hai bây giờ chưa là ta là bay ban xong với a muối như là thưa ấy khá lắm rồi vâng chẳng nhưng chắc đáp introduction để tôi tưởng ở Kappa Azure Server Oracle tại đó thì sao là cái install cứ dựng install là phần đăng thế install tam nhưng kẹp tới cứ đào ấy hai bây giờ mình đào thế chụp rớt mình là tên mà xuống nhầm tới rồi có dùng sân mà chụp nhầm mò nó chụp rớt mình là phần đăng thế rồi có anh nên chụp rớt phí bay tiết là chụp rớt mình là o má này đấy, cứ chụp mình nô chánh đồ công chữ tớ hai đang ở chụp lên mũi tiết là nó phải tua vô bán cái chụp liền em rồi chụp đôi trong cào này ok tả chăng tim môi đang có thể được score of piece of beat robot oracle chứ nó anh ai cho được không sử dụng máu bây giờ như bài lươn với cái luật luật toán này đấy chăng như cho được không sử dụng máu cứ sử dụng đấy học sc đấy sử dụng đọc sc chứ như chỗ nó sử vi máu hay nó đi chỗ nó ô là khó nó chờ số ô thì máu sử vi đây thầm khăn khăn như kia phát nó bó ô là khó cứ miễn phí mỗi cứ ô là khó sử vi xe hai năng mùi tiết cứ ô là khó xe đấy ở tns listener tại cái hai tháng ô là khó listener nè giá sử vi đây thầm khăn khăn phát nó bó ô là khó cứ miễn phí nè đấy và chắc một sân ma chia sử dụng pin năng để vì ở ran thế oracle bao giờ cứ mình ai lọc châu ba này nên phía ban phía tia chạy sao mình ai châu đôi chừng đôi khi chắc cái lấy đi ở đại vì ran máu do cả đấy để vì ở ran nên anh ở đây anh mang stamp chỗ pia tha start đây dân tử và tái start thì phải dắt mưa tiết lại đi bây giờ lại này lại ô tô này giờ là ô tô đấy bây giờ biết đi sập bó có start ở từ này chắc ở đây anh châu được nông mang stamp pro thi vào phía hai dục nè cái lại đấy đã phê thá manual à manual đấy cứ bên đây thá là phê là dùng start là phê dùng bằng dân máu cứ dùng từ start từ viết luôn này và còn tay với dân ba anh ấy đã phê automatic à, automatic đấy cứ là phê là dùng bằng dân máu khi start automatic là nó giống một sản phẩm nét đây mà dân thông thống đấy ai đã phê phê automatic cho ở tài hà thì còn tay với dân ba trên nét đây dân tui tui ở call i3 có đủ call và call to do ấy nấng đấy và sẽ run ấy nấng đã via menu rồi và bây giờ dưới đi sập bó này đi sập bó này chắc là pin trong pra vẫn cứ dưới đặt menu nó có automatic mà tôi chỉ mà nhấn thang bên phần menu đấy cứ là pin là dưới bật ba hướng dẫn nhưng thật có start với việc là hồn nè và tại bây giờ phải auto một tích đấy là bây giờ bật bằng dẫn sử dụng start auto một tích một bây giờ phải auto đó là đấy và dùng sân nhóm việc thông đá chúng ta auto cho nha đi thế auto rồi hãy apply nó hay ok rồi hay cái này là biết khi đi bị khi ran đây rồi thôi khi stop nhẹ rồi đó đó một thời mờ cũng bị liếng ok ta chắc ở sông to thì tiện đấy bây giờ cho chắc ở sủng khan lên service pin đi nè sơ service này đi à sủng khan là service kia đi oracle service xe đấy bây giờ là vì ở khởi running như thế và đây thay vì stop rồi nhớ cả đây là vì stop bạc nâng để pin này ở đây cho được không đi cho được không ở run hl command đi chứ sơ cả đây ở run hl command đi hay là developer ở khởi của thó nó ở miến nhưng anh lúc bị trao sang của bạn đấy chứ là pin ở đây run hói là pin ở đây setup hói cứ việc con chìm miên là nâng màu này chứ anh ấy cho được không bao nhiêu start bao nhiêu máu anh ấy vay pia actual cho máu chứ anh đừng khơi như thế pia tha run actual command line đấy chứ anh mang stamp nếu dùng pia tha open file location cho máu anh ấy bao nhiêu window a chứ nè bây giờ cả này khi dùng window 10 những ai không phải nhiều tình này để giúp bao nhiêu anh send to desktop máu let's send to desktop. Nhờ cả đây thì giờ mở Windows 10 nó có mở Windows 8 nhưng tạm tạm lần rồi.
chả đấy cứ nó đấy anh bao máu giống như ai vay tiền ha con ấn system as slash máu hay cứ password bao nhiêu system em chắc ở system hay slash hay slash đấy cứ khang khỏi slash đấy cứ chỉ password bao nhiêu âm đó tụi mình vượt cười ok tao và chắc ở cái này cứ khang khỏi cái chữ password hay password nó miên ở p nè dạ đằng nè password đấy cứ miên ở p là dưới install nếu như p là install cứ vì tiêm tiền như đặt password là system đang ngày chắc đặt password đặt lệnh mán cứ dưới vay password dưới châu mỏ chắc password bằng nhóm cứ sửa trang đấy mùi vị bảy và hãy đọc clear máu nào đi vay tập nâng hay enter vô máu của bạn này cầm tay chỉ thom ra cứ nè đẹp ở Oracle khi chuẩn phở bị trẻ SysDBA để đặt bài system để đặt bài và phần năng hay bật speed lần máu và hãy enter máu error bật thở ấy error ấy thở ấy hát đây còn error mùi hát đây bị error mà bị sử dụng bởi vì ẩn ràn chẳng ớt mà bị sử dụng bởi vì ẩn ràn chẳng cả này là sử dụng bởi vì ràn ok start máu bạn chụp rồi ta rồi cảm tình tư cảm tình tư cảm tình tư cảm tình tư ô nó ho mẹ mơ tụi tao phục lô á ok để chắc là lại nấy cứ đập về cái ơi mơ lại step thấp vào phía đấy kinh bịa ran nính đấy step thấp về phía ran nính cứ ở bên đây tha server với cái đào chứ nó ai cho được không Oracle comment bao giờ nó SQL comment bao giờ nó hay bay pịa nằm đo tiền máu hay enter máu để kinh pịa thả cái này thịt này giấc pịa nó mới thả server bao giờ cứ ban ran này hay ban ran này giấc cả đây là server chẳng ọt ran bị error đấy hơi ở ní về ran cứ pịa cần này lại ní cần nó chỉ cắt tay đây cần chỉ cắt tay ta server bao giờ ta rồi nơi này giấc mũi tiền giấc chỉ làm này bật đồ này chẳng bao giờ ta gặp được cái thà chẳng đang là ta được cái nông Oracle bao giờ nữa miền user ấy khác đấy miền user ấy khác này được cái nông Oracle giống miền default sẹp nè đôi chia Azure server và miền user star default mùi chẳng giờ đang là user ấy khác này giờ ông này vừa pịa thá select đấy, star from đấy, all underscore user hay complete à hay bật speed lần mà giờ như vậy pịa select star from all user hay user miễn s hay bật speed lần bây giờ nó enter máu ní chỉnh nè chứ nó bên đó thì enter mất cái là username bao nhiêu mình đi làm chứ bị link dương hồ hai à giờ là user bao nhiêu mình chạy thẩm đi màu mình hr mình db sys mình đi hồ hai nhưng mà đấy ta ở đây là vị là thị trường cái tay là phở những do mình kết này cái số phở những kết cứ hr đấy tại vì hr người ta tông human resource nên nó bị mình employee bị mình hr đấy nhưng anh đọc chỗ nâng tới những anh bảo ca thẹp bom cả anh hồ hai hồ nâng bàn và chắc là lấy nó thì merge mua user bao giờ từng ông đang thấy đấy chắc ở nó thì anh lock cho mình nào của bạn đấy và ta bên này lock cho nó thì thật đăng một pi password vào phía chẳng ấy chắc một sân này ông đi ắt đăng pi password vào phía thế nó ông đi cứ ắt ai lock cho từ căn user nam mũi ba này lấy số được chào user hr password màn như đăng này ắt đăng này chắc là bị lock cho nhưng ắt đăng này
Chẳng như thử thêm mình. Thử reset đấy password đang thêm mây mà. Và phải đang cho reset mình thử ấy. Tỏ một tụ chạm vô cho mình cái nào đấy. Ok, tại chẳng những ai cho được cái nông HL developer bỏ dưỡng. Chẳng là HL developer đấy, ông này extra mà. Hay xong HL developer bỏ dưỡng nắng, ông này ai phở latent version mà. Và chẳng hạn như cứ HL developer dot ee hay mang stamp dụng viện send to desktop. Và anh nó cứ ở từ cái install này nữa, cứ phở file làm đó. Chẳng này cứ HL developer nắng bằng file nó dụng mà. Và chẳng hạn ấy vì chia interface là bỏ Oracle ấy đấy, muốn nó dùng phở comment đấy, mau nó đấy vì bạn mới à lớn dùng phở interface đó. Và chẳng hạn ấy chỉ biết là cần đấy đấy, biết cần đấy ní và cần đấy máu hai cái này ní cứ dùng ai vay tiền nơi user và dương nữa giờ thở nhưng trong login cho được cán system đấy lấy dùng cha cha dùng lộp cho hỏi giờ chúng ta lại xây kia cha cha dùng lộp cho hỏi chắc là dân đây là gì chúng mua thế dân nhận data system underscore con đây dân tử đấy đây là gì chúng mua thế nó lại đặt abc như các bạn này bên chưa thì đấy đã mang đặt tại phòng nhà đây này tại cái này đang thả nó cứ dưới cái lock cho được cái nóng system dưới cái này cứ username đây dân username cứ quay cái mọi khó tại không hoạt bàn này nó username của system bao nhiêu nữa và hai password để bây giờ install hai cái này đi anh sẽ password tới giờ là bây giờ anh bao bật ba cứ bị anh thử ca tiền tia password đại đại này bây giờ anh sẽ password đấy bật ba quay password là hụt và chẳng như anh sẽ bị mùi tới hai tay khẩn định mà và chỉ anh tích cái này thì cứ bao nhiêu bị sạc xét ta cái này điện mười port đi chắc một sân bay ở đây sân áp p bay được cô sân áp chớn viên năng đồ port ở dưới tại sao đấy nhưng ban ở lock cho trong viên đồ nhưng xem với cả biệt tận muốn nhưng phải port mà pay p đấy đọc ram pay p và tại tận đấy nhưng mà anh lock cho trong đồng ở viên đồ nhưng xem một tiết nhưng install viên tới chắc viên phải default port ở bao viên tại em đâu chế cái default port ở bao viên á chế default port ở bao viên cứ port mà pay mùi đọc ram mà pay mùi anh đang bị chỉ default port ở bao Oracle này. Ok, ta chắc là như tôi mới ai tin. Ok, ta chắc là lấy những dương man đá ấy, chắc là như sạc xét. Giờ ông đi chơi lớp kia khẩn đạch máu. Và lớp kia khẩn đạch. Này, chắc bên đó dùng châu thôi nè. Thì châu máu ấy cứ ở system underscore khẩn định cho mà lọc cho mình nắng. Và biết ai khẩn định cho hỏi viết là một ca comment nè, comment ở dưới mười nè chứ anh ấy quay comment bàn chắc là anh ấy bay lọc cho được nông chú dớp xe tiết bán nè anh ấy cứ thở tay reset đây password này user mùi tiết nặng dẫn user system ấy cứ chê user mỗi đây là chị admin dẫn gặp ai cài ai lục đấy lên user xe mang là ngọt và chắc ông ấy ai vay mà nó cứ dương trắng đó như ai test sạc mơ sân tới để select để style from or underscore user lên sân tới và nè như bà hai user hơn nó của bạn này mình là chan bà hai thì không tên HL không ai mà nhớ được bạn của bạn này đã lên kia nó vừa đấy chị em dạy cho lên kia rất ông đi trong đồ password bỏ HR mua là bây giờ lọc cho phở ủ thì hó chết ông đi cần vay tiền máu đây kì alter chẳng ấy alter mới khởi nhận bà tập alter user chứ mua ấy HR chẳng ấy và chắc identify thì identify cần là dừng cho control space không chơi nhạc
recommend là dương này thế chẳng ở đây vay tam kia bán nè chứ cả đấy anh hiểu xe tới cái lốp po rồi cả đấy anh hiểu xe khẩu đó nè bạt bạt ai mùi đó nhưng mà nhìn qua không màu gì chứ nó sẽ khó hỏi thế chẳng xe mất author user HR cái user user HR hay identify bài gì kì đi password cho nạn thăm mày đã thăm mày bà đã thăm mày lấy ta HR môi bị bày cho bà user này lấy cái gì mua qua user chắc mua qua user như xe so thông so tới bạc can à so tới ở đây xe chia so thông và so tới có bạc can này à so qua kêu kêu này à xe so thông có bạc can này xả mờ đấy biệt đấy có bạc can này à cái lái hàng khói đi bạc can hàng khói đi con đấy xây kì ta đã số thống lọ số thống đã số tôi lọ số tôi qua hàng khối nó vị trí password bao nhiêu đôi giới đại cái mùi vị bay một đường dần để lấy những tạ thầm ấy đại rồi trái người ta HR mùi bay cho chẳng ấy bà hai sẽ lấy lơ viên máu sẽ lấy lơ viên môi dần 200 đi dịch chút kìa bà dân trong ra là mùi ná dân sẽ lấy là mùi nắng hai execute là mùi năng màu bà hãy vẹp nhớ đây user author đấy là user bao nhiêu nữa HR nó bán author hai hai author nó update mày nhớ cài lại tại cả pizza pizza rồi nhưng thực dạng cứ pizza đi đi early p author nó viết hơi chuẩn đúng update đó. Việc bởi biết update đấy, việc bởi biết author vì tôi biết update thở cho mỗi lần đi em ở khi chắc là lấy nhóm xong mà bốn tôi thấy nó hay phun video rất hay nhóm xuống của dương quay tam cho các bạn video dù về